Đây là cho em trải nghiệm máy đấy nha các bạn, và lần này vẫn là GTA 5 và đi phá thành phố tiếp nha các bạn. Ok, let's go Hôm nay ông đi phá mình đi chở khách thôi, phá nhiều quá không tốt rồi. Ok. Ngay chở khách rất là yên bình nha các bạn, mình hứa sẽ không đụng ai đâu. Mới nói không sao đâu các bạn, khách mình không để ý. Mai mốt mình sẽ em lái kiểu gì nè, rất là yên bình hay chết tay mình. Hello. Xe chạy gì vậy? Cái gì đón khách sẽ đưa cho cái gì vậy? Cái gì vậy? Nông cho mã đâu đang lái vậy nó mới lạ. Lên núi lên như vậy cho khách cảm giác mạnh, cho khách cảm giác mạnh với các bạn. Khách mình khen mình nói rất là thích, cho 5 sao. Khách thấy ghê không? Đi không? Ủa có khách này chả? Khách này? Khách nãy giờ ông bị gì? Có cái gây vậy. Nãy giờ chuyện lướt điện thoại được bình thường, em cũng phát phi gì thanh nghiệm tóc tóc rồi, thanh nghiệm tóc tóc các bạn. Làm gì á, liên quan tới bà rồi. Ra xe đi. Đúng giờ đồ mà số tiền mình được 2 triệu, 2 triệu luôn mà cũng lòng vòng mấy bậc phải không. Khách kiểu này bỏ không đi rồi đón khách khác tiếp, đón khách nào văn minh. Hey, what you got, dispatch? I got a job going right now. Nghe không? À, khách nghe không? Khách nghe tiếng súng rồi. Khách ơi, khách đâu rồi? Về khách. Ủa? Tao leo qua đây rồi. Mất gì chửi bà. Cái của xe. Rồi có đi không? Khách mới nhìn thấy cảnh này nè, rút gì vậy? Vô đi, lỡ đụng. Let me know if you got a pickup for me. Copy that. Thì không may.
May quá, là nguy cực. Đón khách mới à. Cái trình lấy xe hiện ảnh này là đón khách bao tiền nhiều luôn. Chạy dốc này cái này. Cái này chuyện bình thường bạn, nhiều khách đã trải qua rồi. Có chúa đâu mà tao đã Phật mà. Mở người không đi cuối khỏi xe. Thầy chừng ông mới đi. Thêm một tí vậy. Oh my god, why? Phải đậu chúa đâu, ta đậu Phật nè. Này quá. Ờ. Chú quà. Đảo giáo à, đảo giáo. Chuẩn bị trải nghiệm nhé. Trải nghiệm đi. Xin lỗi. Đúng là chết nhau một chuyện. Holy shit, can't you drive? Hết oh my god rồi. Oh my god, this car is gonna pull apart. Áo giáo rồi mình đi. Nhỏ ngạo giáo rồi. Lấy cho mày gặp chú luôn. Cũng sắp tới nơi rồi. Còn té xe là cái gì? Hả? Con nhỏ này nữa. Chỗ gần gì cũng đi ra đi bộ đi bắt tao chở. Cho mày gặp chúa luôn. Cho mày gặp chúa luôn.
Đừng tưởng mày là khách tâm đánh nha. Any jobs I can pick up? Guys, I can't fall, so there's a job for you right now. You can get that one to me. Good, good, looks like you're close. Vô. Mày tỉnh mơ vậy? Xong cục điện giật về cũng chết. Chuyện như xem cảnh không? Tôi dừng lại cho xem. Tại không mà tôi tông cục điện rồi đó. Tôi cút khỏi xe đi, mệt quá. Không làm taxi nữa đâu nha mấy bạn. Mình bắt đầu phá đi. Khách này ghét rồi. Làm nhiều cái hết mắc mệt. Tại ông mà tôi tông cục điện đó. Yo, you crazy. Nói hay à, nói à. Nào không phải. Chứ biết anh nào đi. Không còn đâu. Nó nhảm thiệt chứ. Vậy em té đi. Mất đèn cho khỏi về nhà. Rồi không có đèn đâu. Tối cho gặp ma. Nghĩ tăng đủ kịp. Rồi cho gặp ma nhé. Đầy bùi giấc. Xịt cái phone nhé. Mình sẽ xịt cái phone nhé mấy bạn. Rơi xuống. Bay cao lắm mấy bạn à. Nhìn như Iron Man. Úi dồi. Mấy bạn sợ độ cao chắc xem video này chắc ớn lạnh. Đừng có bảo test sắc mặt đúng không? Nó chưa hand to look. Tiếp là mấy bạn sợ cái phone tiếp. Nhưng mà rất tiếc hôm nãy không bật như chị lo. Rồi cho xin cái thuyền đi. Xin cái thuyền. Cảm ơn nhé. Coi như ở trong tắm biển. Cái cảm giác của người khác. Không lên bờ kịp đâu.
Đừng có lo, chỗ này an ninh nghiêm ngặt lắm. Để không có ở đâu. Tôi bật nhất đây rồi. Nhé. Có còn nhất thiết phải làm gì không? Ở đây được mà. Gì đây? À, tay dính vào tường luôn. Để xem. Trời ơi, làm kiểu gì vậy? Thở sữa lỏ. Đỏ hơn. À, màu đen nó mới đẹp. Nha mấy bạn, màu đen mới đẹp nha. Leo lên. Ừ, màu đen mới đẹp nha mấy bạn. Để mình test này cái. Hay không mấy bạn? Cho cá ăn. Ok, uống chưa? Ok, đem chính là sữa đầu nỏ. Được khách mới được thêm bút vào sách để chơi game nha các bạn. Thì sữa đầu nỏ rồi làm từ đậu xanh nha các bạn. Làm được đậu xanh. Uống này có muốn flo được không? Dư sức nha. Muốn được mê phiêu. Uống nhau thế nào. Nhân tiện cho mẹ luôn. Cũng là đậu. Đừng ăn cướp đi. Không có được cướp nha. Chậm cướp là không được nha. Vậy đủ rồi. Các bạn muốn thử có người thì các bạn hãy làm vậy nha mấy bạn. Không có. Nó ngon dữ dội luôn á mấy bạn. Ngon dữ dội luôn. Mấy bạn phải trải nghiệm mấy bạn mới thấy cái sự ngon dữ dội chứ. Quá ngon. Ngon dữ dội luôn. Ngon tới mức độ giờ mình chơi bằng một tay luôn. Mà cũng bắn trúng. Cho quả bom nè. Hả, dẫn chúng mà, ghê không ghê rồi. Có loại xe mới rồi. Ồ, ghê. Không bắn lên kịp mấy bạn. Xuống hồ đi. Chắp luôn, chắp luôn xuống rồi. Ui vãi, ê đừng chết, đừng chết. Mày quá, đừng chết, đừng chết, đừng chết, đừng chết, đừng chết, đừng chết, đừng chết. Đợi mình tí nha mấy bạn. 15 minutes later. Mình nhanh không? Quá nhanh luôn. Mình
mấy bạn chưa kịp thấy mình là mình đã vô rồi. Thường có xin nghe không? Biết tao bất tử rồi thì đừng có bắn nhé. Đánh nhau đi, đừng có cầm súng. Giống hồi nhỏ đi học á. Giống nhỏ tụi bay đi học á. Trời ơi. Nắm mấy cái đường thôi. Ừ, Saitama. Đi đâu á? Ăn đít rồi. Đi đâu hả? Đi đâu hả? Ê. Không á. Không thích thì thôi, cây tầm súng kìa. Có chị khăn không anh em? Wow, cảnh đẹp ghê. Đúng là hay. Không lầm dập nữa các bạn, nhảy xuống luôn. Gì đây? What the hell? Ủa? Phục vụ cho việc bắn súng nha các bạn. Xuống đây. Ở dưới đây mà. Từ thiện. Bay ra khỏi thế giới như vậy. Thấy đâu không? Tụi bay chỗ khác rồi. Thường máu không mộng chết vậy nó ngảo. Tội nghiệp anh đi. Chưa thốt đầu. Nhưng mấy bạn, mình sẽ nhường nó nè mấy bạn. Cho nó bắn thoải mái luôn. Cho 10 giây bắn. Cho 10 giây bắn. Hết 10 giây. Nói vậy đó. Tội nghiệp công sức vừa bay quá. Để chơi một cách công bằng mình sẽ đánh bằng tay nha mấy bạn. Không cần tín hiệu cầu cứu đâu. Oh,
Thôi chết lỡ tay. Hôm nay mình sẽ tập chạy nha mấy bạn, giảm cân. À, ngày này mặt quá, ngày chạy nhân tiện đánh luôn để tăng sức mạnh. Đánh để tăng sức mạnh nha mấy bạn. Thôi đánh vậy đủ rồi, mất công nó bị phun. Đánh đàn ông đi, đánh phụ nữ kỳ quá. Ui vãi không có luôn. Có nè. Đèn ông ta. Đây. Đánh nhau ở nhà. Ui, không nhận tưởng. Rồi mất xe. Đánh nhau không? Thôi không chọc cảnh sát nữa rồi. Hôm nay mình sẽ chỉ đuôi với cảnh sát thôi. Ui, có xe đẹp tôi đạp với bạn. Xe đẹp. Lấy luôn. Ui, lấy nhanh vậy. Có khóa đâu. Đây. Vui chưa? Ui, cái đầu mình cao quá. Để mũ và xe từ trong này, từ thiện trong này nè. Kìa, sao trời mưa ta, mới sáng sớm. Chạy xe nè. Nhanh rồi. Nhanh vậy? Ờ đúng rồi, em bật khách mi mà. Không khách mi như đâu. Đúng rồi. Xe nhanh lắm mấy bạn. Nãy giờ đồ giờ lái khách rồi. Ôi ôi nó sang nè mấy bạn. Đẹp của nó. Ở nhà đường của nó á. Như này có những ngôn từ kỳ lạ không vậy? Mấy bạn thấy xe đẹp không mấy bạn? Quá đẹp luôn. Màu xanh lá hộp nè. Ê, có thằng xe chùm màu. Đâu rồi? Đâu? Mày đâu rồi? Mày đâu? Bạn của mình nè mấy bạn. Đi xe chung là biết là bạn bè rồi. Cứu rồi. Chúng ta là bạn bè, hãy đi chung nào. Nào, hãy đi chung. Sao không đi chung nhỉ? Chúng ta là bạn bè. Anh em cũng nhau nhỉ. Nhìn xe là biết anh em rồi. Nhỏ nào đi. Cứ đi đi. Ừ. Cho tôi đi thêm nhé.
đi anh em. Đi trước đi. Để tôi đi trước cho. Muốn quay đầu. Mở này chứ. Vậy thôi lấy xe này. À về nhà thôi. Mà không về đâu. Dễ lắm. Đi. Không thấy đang làm gì á. Cái gì ba mầm to đi chết luôn em mới giết người á không sao đâu kệ đi chở đến bệnh viện đi bạn chở đến bệnh viện tôi đi chung ra đứng chạy ê đi đâu rồi đi đâu rồi chưa nói xong rồi nói gì đi vậy từ từ thôi tôi chưa kịp thấy nữa nét kịp sao ghi ui no, đừng bỏ. Banh chành rồi đúng không bạn? Nó banh chành rồi. Nó bị thương nặng. Xe mình với xe bạn này giống nhau quá các bạn. Nhìn đi học anh em song sinh luôn. Mỗi cái này nếu mình tông mất cái đèn với mất một mạng người rồi. Khác gì thôi mình lấy gần chúng mình xem chừng rõ anh em thông sinh thông sinh gì nhau đang lên thông sinh mà làm cái gì vậy có đều có thêm đứa ô à, cảm ơn bạn đã giúp mình tìm mà khoan nhỏ nó chết đi đến chỗ số xe làm gì nghéo quẩy người ta chết đi đến chỗ số xe quên cả cái xe nãy giờ mình đang theo một thằng NPC rồi mình nãy giờ lo theo một NPC này rồi tại xe nó giống mình quá các bạn hết mỗi cái có người chết rồi không sao giấu anh quyết nó các bạn ở đây ở mấy khu rừng mất mạng là chuyện bình thường đúng yên làm gì vậy ba đi đi có cản có ai cản đâu chị xe hay đấy thích cầm bô thì tôi muốn định né trời né với nhau mà. Bạn thích thì tôi đi đường tắt thôi chết rồi sắp mất anh em rồi mấy bạn ơi rồi luôn cảm ơn em mọi bạn tự ao luôn rồi mất anh em mọi bạn buồn quá à. Thôi tụi bay lên trời cho đỡ buồn con người có những sở thích kỳ lạ tụi bay hẳn xuống sông mọi bạn thôi bay không nhảm mọi bạn bên kia ê đi lạc ơi gì vậy thốn rồi ok nếu có thể nếu là hay bạn nhớ like share subscribe với comment bên dưới cho mình nhé nhớ like share subscribe với bạn yeah bye các bạn nếu bạn like share subscribe với bạn là mình tốt